Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ bán dây rút gà 10 cm, có 10 màu, 1 bịch 100 sợi, 1 bịch 20 ngàn. Đấy, mình có màu đen nè, màu nâu, xanh lá, vàng, tím, cam, xanh dương, trắng, màu đỏ, màu cà phê. Tổng cộng có 10 màu, 1 bịch 20 ngàn. Ship bên người mua sẽ trả nha, ship mỗi tỉnh 30k một đơn. Ngoài ra mình có cái dây rút dài 20, 5 x 20cm. Mình có 5 màu, màu xanh lá cây, dài màu cam đó, màu hồi vàng, màu đỏ, màu xanh dương, có 5 màu. Một bịch như vậy là 40 ngàn, 50 sợi thì 20 ngàn, cũng giống như vậy thôi, là ship mỗi tỉnh tiền ship là 30 ngàn, sẽ từ người mua sẽ trả cho mình nha. Cảm ơn các bạn xem video này.